xin chào tất cả các em hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái một cái dạng bài tập đầu tiên của một cái chương hoàn toàn mới à, sau khi chúng ta kết thúc cái chương về tích phân bộ 3 cũng như là ứng dụng tích phân bộ 3 trong một số các bài toán hình học thì à, tiếp theo chúng ta sẽ giải quyết một vài cái nội dung của cái chương tiếp theo ở cái dạng tích phân đường và tích phân mặt à, phục vụ cho các cái bài toán ứng dụng trong các cái bề mặt tính diện tích hoặc là độ dài của các cái đường cong trong không gian À, cái dạng bài tập đầu tiên trong cái chương này đó là cái dạng về phương pháp để đi tính một cái tích phân đường lộ 1. Và trong cái phần này thì à, chúng ta sẽ xoay xung quanh cái vài cái điểm lý thuyết à, trước khi chúng ta đi qua cái phần bài tập. Trong các cái à, nội dung mà chúng ta học á thì à, trong cái chương này á, là cái chương mà chúng ta chỉ xoay xung quanh các cái bài toán liên quan tới các cái đường cong trơn cũng như những cái mặt trơn thôi. À, thế thì thế nào là đường cong trơn hay là cung trơn nói chung À, để phục vụ cho cái à, lý thuyết về tính tích phân đường lò một á thì chúng ta cần phải lưu ý một vài cái điểm lý thuyết à, sau đây. Thứ nhất là người ta định nghĩa à, thế nào là cái cái à, thế nào là cái cung à, trơn thì các em lưu ý ở đây người ta định nghĩa cung trơn à, là một cái cung AB như thế này này và những cái cung như thế thì nó được tham số hóa bằng một cái phương trình. Đây ví dụ như là cái cung AB mà sát trong cái À, mặt phẳng phải y hả? Như vậy là x ở đây nó có cái phương trình là x à, theo t và y theo t. Trong đó t nó nằm trên một cái đoạn AB nào đó. Thế thì lúc này cái cung này được gọi là một cung trơn, nha. Nó được gọi là một cung trơn. Nếu như các hàm số mà chúng ta xét cái này, này, x là bằng y t bằng là những hàm số có đạo hàm liên tục, nha? trên cái đoạn AB đó, thì người ta gọi nó là cung trơn, ừ, cung trơn. À, nói chung là những cung trơn là những cung mà mà nó nó có tiếp tuyến tại đó hả, à, tại mọi điểm nằm cái à, à, t thuộc đoạn ab thì nó nó có tiếp tuyến hết. Những cái cung trơn là những cái cung mà nó không bị gấp khúc đó kia. Đấy ví dụ như kiểu như này. Đấy. Còn những cung mà như thế này thì nó không không gọi là à, không gọi là, là là cung trơn. Đấy ví dụ như này nó bị gấp khúc như thế này thì nó không gọi là cung trơn. Rồi cái thứ hai nữa là ta bàn về sự tồn tại của cái tích phân đường lò một thì đối với tích phân đường lộ 1 thì người ta nói rằng là gì à, nếu như một cái cung AB mà là trơn nha. À, nếu một cung AB mà là trơn và cái hàm số z yes bằng f(x) là một cái hàm số liên tục trên cái cung AB đó nha. Đây nhớ là tính liên tục. Tính liên tục. À, và à, lúc này người ta nói rằng là cái hàm số này, này đó nó sẽ là khả tích trên cái cung AB này. Và lúc này người ta ký hiệu à, cái tích phân à trên cái cung AB đó của FX và người ta gọi cái này là DX và DX người ta gọi là vi phân cung à, gọi là vi phân cung à, như vậy là chỉ cần một cái hàm số mà nó liên tục trên các cung trơn đó thì nó sẽ tồn tại tích phân đường lộ một thôi cả tại cái quan trọng trong cái phần này đó là cái cách tính đúng không cách tính thì các em lưu ý rằng là gì để, để tính một cái tích phân đường lộ một á, thì cái công việc đầu tiên của chúng ta là phải gì ta phải tham số hóa được cái cung trơn AB này đúng Bước đầu tiên là nếu người ta nói một cái cung trang AB được xác định bởi một cái phương trình tham số à, X bằng XT, Y bằng YT với T nằm trên đoạn AB Thì lúc này cái tích phân đường lộ 1 của cái hàm số y đó à, Trên cái cung trang AB này nó sẽ được xác định theo công thức sau đây Đó là tích phân xác định từ A đến B Của F, XT, YT Có nghĩa là thay cái, cái, cái X, y này vào trong cái hàm số Mà chúng ta cần tính ha Rồi Sau đó ta tính cái vi phân cung ra À, thì vi phân cung lúc này nó sẽ được xác định là bằng căn bậc 2 của x đạo hàm theo t bình phương cộng y đạo hàm theo t bình phương dt. Đấy, và cái lượng đây này, này người ta gọi là vi phân cung. À, có nghĩa là cái dx này. Đấy, cái, đề ấy cái này. Đó nó sẽ tính theo dt. Đúng không? Được xác định theo công thức là bằng căn bậc 2 của x đạo hàm theo t bình phương cộng y đạo hàm theo t bình phương. Được chưa? Rồi, ở đây nó có một cái chú ý là như thế này này thế thì với một cái cung ab đó thì thông thường á, nó sẽ có khá là nhiều cái cách để chúng ta đi tham số hóa nó Hả? tham số hóa nó thì ở đây người ta nói rằng là gì à, tùy với một cái cung trên ab bất kỳ á, thì nó có rất nhiều cái cách tham số hóa nhưng tích phân đường lộ một của nó trên cái cung ab đó nó sẽ không thay đổi à, nó sẽ không thay đổi về mặt giá trị cho dù anh có tham số hóa nó theo cách nào đi chăng nữa này, thì kết quả của tích phân đường lộ một nó sẽ như nhau đại như vậy điều đó có nghĩa là gì à, tích phân đường nó không phụ thuộc vào cách tham số hóa của cái cung này À, vì chúng ta biết rằng là một cung thì thì nó có nhiều cái cái cách tham số hóa lắm không à, ví dụ như ở đây thì nó đơn giản à, thì nó đơn giản thôi nha ví dụ như ở đây a đó là một cái cái cung nó có nó là một cái đoạn thẳng thôi ha à, đây ví dụ như AB à, tọa độ của nó là 12 và b nó tọa độ là 23 chẳng hạn được chưa? Thế thì để tham số hóa cái công này thì người ta hay viết cái phương trình tham số của cái đường thẳng AB này. Thì viết trong đường tham số đường thẳng AB thì ta ví dụ như ta viết cái vectơ chỉ phương của nó này. Được chưa? AB đó. thì tọa độ của nó là 1 1, wow. đúng không? Như vậy là cái phương trình đường thẳng AB nó có dạng tham số đó là gì? À, như trong cái chương trình hình học lớp 10 chúng ta biết rồi đúng không? Một cái đường thẳng có vectơ chỉ phương như thế này và nó đi qua một điểm thì nó sẽ có phương trình tham số là x bằng à, gì nhỉ? À, bằng 1 cộng t đó, T đây chính là tọa độ hoành độ vectơ chi phương. Rồi y bằng gì? À, 2 cộng T. Đấy. Như vậy cái đây là cách để ta tham số hóa cái cung AB này. À, tuy nhiên rằng là có một số bạn thì lại không thích tham số hóa theo kiểu này mà tham số hóa theo kiểu khác là, là chọn cái điểm đi qua điểm 23 thì ta lại có cái phương trình đường thẳng AB à, trong trường hợp này nó sẽ là gì à, x bằng à, 2 cộng t đúng không y bằng à, 3 cộng t thì thì đây là cái cách tham số hóa khác và mà rõ ràng hai cái phương trình này nó trong các bạn nó không giống nhau nhưng mà nó phản ánh đúng của một cái cung AB và vì vậy khi ta tính một cái tích phân đường trên cái AB này này trên cung AB này này thì kết quả của nó nó như nhau cho dù anh tham số hóa như nào chăng nữa đấy các em lưu ý chưa đó rồi về tính chất của cái tích phân đường lộ 1 thì nó hoàn toàn giống như là những cái tính chất của cái tích phân xác định mà chúng ta đã học có nghĩa là thường thường trong cái phần bài tập chúng ta hay đụng tới cái chuyện là à, nhiều khi một cái cung AB nó được tách ra thành nhiều cái cung trơn, đó, nhiều cung trơn và và việc đi tính tích phân đường lộ một trên những cái cung như, như thế đấy thì người ta sẽ tách nó ra tách cái tích phân nó ra thành những cái tích phân riêng biệt ha tích phân riêng biệt trên từng cái cung riêng và ta tính người ta cộng lại à. rồi cái tiếp theo là gì à, trong trường hợp là những cái cung mà nó trong không gian thì sao à, cung trong không gian thì sao thế thì các em lưu ý ở đây là à, ở đây ta xét những cái tích phân đường mà cái hàm số của chúng ta nó tức là hàm số 3 biến à, F, à, Z này theo một cái cung ab mà mà, mà xét trong không gian đấy và lưu ý rằng các cung AB này cũng được tham số hóa à, theo ba cái thành phần x là bằng xt, y bằng yt, z bằng yt và t ở đây nó cũng chạy trên cái đoạn AB thì à, một cách tương tự người ta định nghĩa cái à, người ta tính cái tích phân đường lộ một của các hàm số f y z trên cái cung AB này nó sẽ được xác định theo công thức là tích phân từ a đến b f xt yt zt và cái vi phân cung của nó được xác định theo công thức này Đấy, Có nghĩa là căn bậc hai của xt đạo hàm bình phương cộng IT đồ bình phương cộng với tiền không DT được chưa rồi à, như hồi nãy thầy đã nói rằng là trong cái trường hợp các cung của chúng ta nó là những cái cung trơn từng khúc trơn từng khúc trơn từng khúc có nghĩa là những cái cung mà nó 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 trơn liên nó nó hợp với những cái cung trơn ví dụ ở đây như thế này rồi tới đây nó nó gấp khúc nhưng mà nó lại hợp với một cái cung khác đấy cái như thế này đấy cung khác trơn rồi nó lại hợp với một cái cung khác trơn nữa đấy và tại đây nó có thể là không gì tại đây nó có thể là không không trừ có nghĩa là bị gấp khúc à, như vậy là một cái cung mà trơn được khúc như thế nó được tạo ra từ bằng cách là hợp liên tiếp hữu hạn các cung trơn thì lúc này cái tích phân đường lộ 1 nó sẽ được tách ra thành tổng của các cái tích phân đường lộ một trên từng cái cung trơn này cộng lại với nhau đây thì chưa nào rồi tiếp theo tích phân đường lộ 1 trên cung ab nó chỉ phụ thuộc vào cái phương trình của cung à, nó chỉ phụ thuộc vào phương trình của cung chứ nó không phụ thuộc vào chiều của cung đó có nghĩa là à, sau này khi mà ta học về cái tích phân đường lộ 2 đó thì các em để ý rằng tích phân đường lộ 2 nó sẽ chú ý tới chiều của cái cung ừ. có nghĩa là cái cung này nó chạy từ A đến B hay là từ B đến A đại thì à, trong cái phần tích phân đường lộ 1 này người ta nói rằng là nó không có quan tâm đến cái chuyện là à, khi ta tính đến cái cung AB đó nó, nó không quan tâm tới chiều của cung này à, đấy. và để áp dụng cho cái việc là, là đi tính chiều dài của một cái cung AB thì người ta sử dụng tích phân đường lộ 1 để người ta tính và công thức để tính cái chiều dài của cung AB nó chính là cái công thức này đó chính là công thức này ha à, à, như vậy là L nó sẽ là bằng tích phân đường lộ 1 trên cung AB của dx trong đó dx chính là vị phân cung còn vi phân cung xác định như thế nào thì chúng ta đã trình bày trên rồi đúng không chưa à, đó là một số các cái điểm lý thuyết mà chúng ta lưu ý khi chúng ta dạy về cái phần tích phân đường lộ 1 này À, như vậy là trên cơ sở của những cái điểm lý thuyết này thì à, tóm lại à, ta có một cái nội dung rất là quan trọng đó là cái phương pháp để đi tính cái phân đường lộ một được chưa nào à, như vậy công việc đầu tiên của chúng ta là gì à, khi người ta cho cái đề là ta phải tham số hóa được cái cung AB được chưa trên cơ sở của tham số hóa được cung AB thì ta thế vào thôi ta thế vào trong cái, cái cái công thức thôi và nhớ cho thầy cái công thức của cái à, cái vị phân cung này nhá yeah. đấy cái công thức này thì nó cũng chẳng có gì mà phải khó nhớ cả Đấy. À, nó chính là thực ra nó chính là 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 cái căn bậc hai của các cái thành phần của cái phương trình tham số đó mà đạo hàm bình phương thôi được chưa rồi bây giờ ta sẽ áp dụng cái công thức này vào trong cái việc đi giải một số các cái bài tập liên quan về tích phân đường lô 1 nha rồi bài tập đầu tiên mà thầy muốn giới thiệu với các em đó là cái bài số 1 đó là người ta yêu cầu là đi tính một cái tích phân đường lộ 1 như sau. À, tích phân của y à, trên cái cung l của x dx trong đó l là một cái đoạn của parabol thôi à, cái parabol này y bằng x bình phương trong đó x nó chạy từ 0 một thôi nhé đây như vậy là với cái đề nó cho như thế này này thì công việc đầu tiên là ta tham số hóa cái cung l này ra như vậy tham số hóa thì nó có rất là nhiều cách tham số hóa và các em lưu ý rằng tích phân đường lộ một nó chả quan tâm tới cái chuyện anh tham số hóa như thế nào đâu mà miễn anh tham số hóa cho nó đúng thôi chứ còn nó có rất nhiều cách để tham số hóa một cái đường cong đúng không nè thì ở đây ta, ta chọn cho mình một cách ví dụ như ở đây là ta có rằng là ta cho x nó bằng t đi đúng không? như vậy là y nó sẽ bằng gì cao? y nó sẽ bằng t bình phương đúng chưa nè? Đấy, như vậy là ta đã có được một cái tham số hóa của một cái đường cao l và vấn đề ở đây là t nó nằm ở đâu? thì như vậy là x mà bằng t thì x nằm đoạn không 1 thì t nó cũng sẽ nằm trong đoạn không 1 thôi đúng chưa? Đấy, rồi việc còn lại của chúng ta là áp dụng công thức và thay vào thì à, lưu ý rằng là ta tính à, riêng cái dx ra nghĩa là cái vi phân cung ra thì theo công thức của chúng ta nó là căn bậc 2 của này x đạo hàm theo t bình phương cộng y đạo hàm theo t bình phương rồi đây là dt đúng chưa như vậy quan trọng là chúng ta tính hai cái đạo hàm bình phương này ta cộng lại thôi nhưng mà ta có là à, cái này nó sẽ bằng căn bậc hai của gì đấy x mà đạo hàm theo t là bằng một như vậy chỗ này thành một bình phương này cộng cho này chỗ này y đạo hàm theo t bình phương là thành là 2 t bình phương này đó đúng chưa rồi dt lên cho thầy như vậy cái này nó sẽ bằng gì À, căn bậc 2 của à, 1 cộng 4 t bình dt được chưa rồi việc còn lại chúng ta là thay vào trong công thức như vậy là y nó sẽ bằng cái gì như vậy là y ở đây nó sẽ là bằng tích phân à, trên cái đoạn từ 0 đi 1 đây t nó chạy từ 0 đến 1 đúng chưa à? đó rồi f của t t ở đây x nó bằng t rồi các em thay vô là t rồi các em nhân cho dx và dx chúng ta đã tính sẵn ngoài đây rồi nó là căn bậc 2 của gì của 1 cộng cho 4t bình phương ok chưa đó như vậy cái tích phân này nó sẽ bằng cái tích phân này mà tích phân này nó là tích phân xác định việc tính toán tích phân này cũng khá là dễ đây là một dạng tích phân vô tỷ dưới nó là một cái hàm bậc hai và nó đi liền có là tdt cho nên là chúng ta sẽ dùng phương pháp đổ biến thôi là nó sẽ ra ngay ta đặt u bằng một cộng cho 4 t bình à, đây là một cái bài tập đầu tiên cho nên thầy có thể giải một cách chi tiết những bài tập sau thì cái đoạn này tính tích phân này thầy sẽ hướng dẫn thôi để cho nó nhanh nha rồi à, như vậy là ta suy ra được rằng là U bình phương là bằng 1 cộng 4T bình Đúng chưa Rồi vi phân hai vế nha các em Như vậy là 2 U DU này à, Như vậy là bằng là 8 T DT Đúng không Như vậy ta rút ra được là T DT Nó sẽ bằng là U chi 4 Điều Rồi thay vào nha Đủ cận thay vào nha Như vậy là tích phân Y của mình nó sẽ thành tích phân gì à, T bằng 0 thì U bằng 1 được yeah. Rồi T bằng 1 thì 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 U sẽ bằng căn 5. Đúng chưa các em? Rồi, như vậy chỗ này là nó thành là cái căn này nó chính là U này. Còn cái T DT thì các em thay là bằng bằng U chia 4 của cho thầy ha. Rồi. Như vậy ta đưa 1/4 ra ngoài ha. Và đây là từ 1 đến căn 5. Đây là U bình phương đế U. Như vậy là nó thành là gì? À, U mũ 3 chia cho 12 chưa? Được chưa? U mũ 3 chia 3 nhân 1/4 nữa. Và lấy cận từ 1 cho đến căn 5. Rồi các em thay vào Như vậy là căn 5 thì nó ra là 5 căn 5 này Bây giờ thay vào ô 3 Rồi trừ cho trừ cho 1 Chia cho 12 Và đây chính là đáp số của cái bài toán định phần này Được chưa Đấy. Các em có thể Xem cái bài giải dưới đây Đây chính là là bài giải của chúng ta Được chưa Nó khá là gọn như thế thôi Không cần phải trình bài dài dòng Đó là cái bài toán số 1 Bây giờ ta qua bài tập số 2 nha bài tập số 2 như sau đó là ở đây người ta yêu cầu chúng ta tính một cái cái tính một cái tích phân đường nha tính một cái tích phân đường là x trừ a dx trong đó ab nó là một cái đoạn thẳng thôi đúng chưa đó. thế thì như về mặt quy trình thì chúng ta phải phải viết cái phương trình tham số của cái đoạn này ra nha rồi bây giờ các em có thể xem xét ở đây thầy sẽ viết cái phương trình tham số nhé bây giờ để viết phương trình tham số của một đoạn thẳng à của một cái đường thẳng trong trong mặt phẳng đó thì ta phải lập được cái vectơ chỉ phương đó đó như vậy là ta lập vectơ ab thử nhá vectơ ab ở đây nó có tọa độ là trừ hai trừ hai trừ năm chứ rồi đây chính là vectơ chỉ phương bây giờ ta lấy cái điểm đi qua là điểm a như vậy ta có cái phương trình đường thẳng ab như sau đây chính là phương trình của đường thẳng ab nha yeah. như vậy là x là bằng không à, trừ 2t rồi y sẽ bằng 2 trừ 5t ok chưa yeah. rồi bây giờ chúng ta phải cho t nó chạy thì các em lưu ý rằng t của chúng ta nó phải chạy từ đâu với nhau miễn sao cho nó nối được từ cái điểm a đến điểm b là được thế bằng cách làm gì để xác định t thì đầu tiên các em lấy cái điểm a các em thế vào đây thế vào trong phương trình tham số để ta biết t nó bằng bao nhiêu nha như vậy với cái điểm a mà thế vào trong đây á à, thì ta có rằng là t nó bằng gì thay cái điểm a vào ha thì ta sẽ có là t nó sẽ bằng Đúng chưa, với, ứng với t bằng 0 thì cái xy này nó sẽ thành 0 2 ngay à, Rồi tiếp à, Ta thay cái điểm có tổ độ trừ 2 3 vào đây Như vậy ta có là trừ 2 thì bằng trừ 2t Rồi thế trừ 3 vô là trừ 3 thì bằng 2 trừ 5t Như vậy ta rút ra được t có phải là bằng 1 không Đúng không Đó như vậy là t bằng 1 Vậy cái giá trị t ở đây á, nó sẽ thuộc vào đoạn 0 1 Ok chưa yeah. Đấy như vậy là ta đã tham số hóa được cái cùng AB và việc còn lại của chúng ta là tính dx và thay vào nha như vậy ở đây để cho nó tiện là thầy sẽ tính luôn ra là cái này nó thành tích phân từ 0 1 này rồi các em thay vô x trừ y x trừ y có nghĩa là mở mốc đơn ra này trừ 2t trừ cho y có nghĩa là trừ cho 2 cộng 5t gì nữa đó như vậy là ta chuyển hóa cái hàm f này theo t rồi tiếp theo ta nhân với vi phân cung biên cung của chúng ta là căn bậc hai của này căn bậc hai của này đó lấy cái x này đạo hàm theo t cho thầy x này mà đang hàm theo t nó bằng trừ hai với nữa mà bình phương lên là nó thành 4 này tiếp lấy cái y này đạo hàm theo t là nó thành trừ năm đúng không bình phương lên là thành 25 mươi này rồi dt cho thầy thôi như vậy cái này nó sẽ thành là căn 29 mươi à, căn hai là thầy đưa ra ngoài luôn hả như vậy tích phân từ không đến một của cái này là thành là 3 t trừ hai đúng chưa dt và đây là một cái tích phân xác định khá là dễ chúng ta có thể tính ra được ngay được chưa đó như vậy là các em có thể À, xem xét cái bài giải của cái phần này à, theo như tinh thần của chúng ta là ta, ta viết được cái phương trình tham số và ta xác định được t nó nối cái điểm a với điểm b lại với nhau là ứng với t bằng không và t bằng một và vì còn lại chúng ta thấy vào trong công thức tích phân đây đúng không và kết quả khi tính ra nó bằng trừ căn 29 mươi phần hai à, cái chuyện mà tính tích phân này thì nó quá là dễ rồi cho nên ở đây thầy không muốn à, trình bày cái phần giải cái tích phân xác định này nữa đúng không? rồi tiếp tục ta qua thêm một số bài nữa đi À, bài số 3 là tính cái tích phân à, đường lộ 1 căn bậc 2 của x bình cộng y bình dx trên cái đường tròn c có phương trình là x bình cộng y bình bằng ax trong đó a là số dương được chưa? Rồi. Thế thì bây giờ để tính cái tích phân đường lộ 1 này thì ta cần phải thực hiện một công đoạn đó là tham số hóa cái đường cong xe này. Đúng chưa các Thì để tham số hóa một cái đường tròn như thế này thì đầu tiên ta nên đưa nó về phương trình nhân tắc trước. Rồi ta sẽ tiến hành lượng giác hóa nó thôi, đúng không? À, cái kỹ thuật này chúng ta đã thường hay đụng trong cái phần gì nhỉ trong cái phần đổ biến trong tọa độ cao cũng như là đổ biến trong tọa độ cực đối với tích phân bộ 2 bộ 3 đấy. chúng ta hay quan như thế phải không rồi x bình này rồi thầy sẽ chuyển căn trạng ax này qua luôn nhé và thầy viết là thành là hai lần của a chia 2 uh, nhân x rồi thầy cộng cho chỗ này a bình chia 4 luôn ok chưa yeah. rồi sau đó mới cộng y bình và ta cộng a bình trên 4 ở cái phần bên phải này nữa à, nó mới, 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 thêm vào bớt mà thế thì cái lượng này nó sẽ thành là x trừ a trên 2 tất cả anh phương chưa cao đó rồi cộng y bình là bằng a chia 2 tất cả anh phương điều đó chứng tỏ đây là một cái đường tròn có tâm y là à, a trên 2 không và bán kính r nó là a trên 2 đúng chưa rồi như vậy tới đây ta sẽ lượng giác hóa thôi và các em sẽ đạt cho thầy là x trừ a trên 2 là bằng gì cái này là a trên 2 luôn đúng không như vậy là a trên 2 cos t ok chưa yeah. rồi y sẽ là bằng a trên 2 sin t được chưa đó là 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 xong có điều cái đường tròn này là một cái đường công kính các em lưu ý cái đường tròn này là một cái đường công kính đúng không thì ta cần phải cho t nó chạy từ đâu đâu thì các em lưu ý là nó chạy nguyên một cái vòng tròn này đồng nghĩa với cái t này chúng ta lấy nguyên trong một cái chu kỳ thôi từ 0 đến 2 pi là nó đụng thôi đúng chưa đấy nó sẽ quay lại ta lấy một cái điểm tùy ý trên cái đường tròn này nhá, yeah. đấy tất nhiên là cái cái việc mà chọn cái điểm nó bao nhiêu á là là tùy các em nha ừ. yeah, tùy các em nhưng mà nhiều khi ta chọn cái điểm này nó khéo cái cái đoạn này nó khéo thì cái việc đi tính tích phân nó sẽ gọn lại yeah, nó gọn lại còn nếu ta chọn nó không khéo thì tính nó hơi dài hơn tí thôi chẳng có gì khác cả nhưng cái quả nó sẽ là như nhau cái quả nó sẽ là như nhau đó như vậy là đối với cung này thì nó có một đặc điểm đó là một cung kính và cái điểm đầu điểm cuối của cung là nó trùng nhau yeah. rồi À, như vậy sau khi mà ta cho tay nó chạy từ 0 đến 2 bi thì cái đề nó chạy nguyên một cái vòng tròn được chưa rồi bây giờ ta tính cái vi phân cung nhé như vậy ở đây là x mà đạo hàm á. theo tay là nó ra là gì trừ a trên hai có t đúng a, a sin t đúng không à, rồi à, y đạo hàm thì nó sẽ ra là bằng a trên hai của t như vậy là cái này bình phương như vậy dx ở đây ta viết là căn bậc hai của này cái này bình phương là nó ra là bằng A bình chia 4 này. À, sinh bình T này. Cộng cho A bình chia 4 này. Cốt bình T này. Ok chưa? Rồi DT nha. Thế thì cái này các em cộng và các em đặt thử số chung thì sinh bình cộng cốt bình nó bằng 1 rồi. Như vậy là A ở đây dương ấy. Thì kết quả này nó sẽ là bằng A trên 2 DT thôi. Ok chưa? Đó. Rồi các em thay x bình cộng y bình vào trong này luôn cho thầy là nó sẽ ra cái tích phân y ở trong trường hợp này nó chính là tích phân từ 0 đến 2 bi ok chưa yeah. rồi trong đây là căn bậc hai của gì x bình x bình thì ở đây nó sẽ là a trên hai cộng a trên hai gì các em có tỷ đúng không đó tất cả gì bình phương đó là x bình đó rồi cộng cho y bình cộng y bình có nghĩa là cộng cho a bình trên 4 xin bình đây đó rồi nhân với với, với cái đế này đế ta tính ra là a trên 2 dt này như vậy chỗ này là a trên 2 dt cho thầy rồi sao vì còn lại chúng ta là tính cái tích phân này thôi đây là một tích phân lượng giác và chúng ta cần phải chịu khó khai triển cái này ra đúng không khai triển cái này ra thì nếu cái này mà khai triển ra thì nó là cái gì cả cái này là a bình trên 4 này cộng cho a bình trên 4 này đúng không hai lần ab mà như vậy là hai này nhân cho cos t này rồi cộng cho A bình trên 4 này. À, chỗ này là cốt bình T này. Rồi cộng cho A bình trên 4 sin bình T này. Được chưa? Rồi đây lấy càng. Đó. Thầy tập trung biến đổi cái biểu thức dưới này thôi. À, thì các em thấy rằng là với cái, 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 lượng này á, thì nó ra cái gì? Riêng cái anh chàng này anh cộng lại là anh ra là A bình trên 4 thôi này. Đó anh cộng với A bình trên 4 này là, là, A bình trên 2 này. Rồi cộng với A bình trên 2 cốt gì? Cốt T lấy càng này. Đó như vậy rút gọn lại nó bằng nhiêu ta đưa cái lượng này ra khỏi căn luôn như vậy ra là còn lại là gì à, a trên căn 2 căn bậc 2 của 1 cộng của t được chưa đó nó ra cái tích phân này đó các em thay vô đây chỗ này cho thầy là a trên căn 2 viết ra ngoài đây là thành là a bình trên 2 căn 2 tích phân từ 0 đến 2 bi của căn bậc 2 1 cộng của t dt đúng chưa đó là xong vì còn lại chúng ta là tính tích phân này thôi ở ở đây à Đây ở đây người ta tính ra luôn cho chúng ta luôn tới đây nè. Đó sau khi mà thế vào cái hàm FV là ta sẽ làm cho cái, cái 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 lượng này nó mất luôn cái căn này luôn đúng không? Phá cái căn này luôn nè bằng công thức à, à, nhân đôi phải không? Công thức nhân đôi để ta phá cái căn này luôn. À, ở đây người ta cho chúng ta cái miền mà t nó chạy là lấy từ trừ b đến b à, đây là một cách chọn khéo để ta phá cái căn này đúng chưa rồi như vậy là ở đây là gì như đây này là ta không lấy t là từ 0 đến 2 b mà ta sẽ chọn luôn đây này cái việc mà chọn cái t này á nó sẽ làm cho cái căn này nó khỏi cần phải chia làm hai trường hợp vì chúng ta biết rằng là cốt của t đó thì nó bằng là gì hai lần cốt bình phương t trên 2 trừ 1 đúng chưa các em như vậy cộng cho 1 cái thì cái này nó sẽ ra là bằng gì a à, trên căn 2 này như vậy nó còn lại là căn bậc 2 của gì cốt hai lần cốt bình phương t trên 2 đó như vậy ta đưa căn 2 ra ngoài rút gọn là còn a căn của cốt bình phương t trên 2 và a thành trí đấu cốt t trên 2 được chưa và ta lấy cái t sao cho nó phù hợp thực ra nếu mà các em lấy cái t mà từ 0 đến 2 bi thì cái cái cốt này này có khi nó dương có khi nó âm cho nên ta phá trị đấu này nó mệt vì vậy ở đây á là ta nên sửa lại cái t này đó cái việc chọn cái t này như này là không được khéo léo lắm này nha như vậy trong bài toán này ta chọn từ trừ bi đến b thì hay hơn vì khi ta chọn từ trừ b đến b thì t này nó sẽ chạy từ trừ bi hai đến b hai và nó làm cho cốt này nó dương đó và cốt này nó dương thì phá trị đấu được được chưa như vậy là sau khi mà thống nhất thì ta sửa lại cái t này được chưa đó trừ bi đến bi Đấy, và các em thay vào trong này thôi Sửa lại cho thầy trừ B đến B Được chưa Đó là nó sẽ ra thôi Đó là ưu điểm Còn nếu mà bạn chọn không khéo thì tính cái này nó sẽ dài ra Người ta chia cái tích phân làm hai trường hợp Đó nhưng mà các em xem xét cái bài giải dưới đây nè à, Dưới đây là ta chọn nó chính xác hơn không Đó. Cái việc phân tích ở đây Tại sao ở đây nó chọn từ trừ B đến B Chọn từ không đến 2B được không Được tất nhiên được hết nhưng ở đây thầy chọn cho nó thật là khéo để cái việc tính toán của chúng ta nó nhanh hơn mà thôi. À, như vậy theo quá trình phân tích đó, thì sau khi phân tích xong đó, là cái hàm f của chúng ta đó, trên cái miền mà ta lấy t từ trừ b đến b thì nó được cái là tính rút gọn luôn cả cái căn nó luôn đó, phá cả căn đó thành a của tiền hai rồi vì còn lại là thay vô trong thôi thay vô trong thôi ha à. thì thay vô trong sau khi mà rút gọn đó, thì các em sẽ được cái kết quả của cái tích phân của chúng ta trong trường hợp này nó là một cái tích phân khá là dễ đó nó thành cái tích phân này đây này được chưa các em lưu ý cái hàm cốt nó là một cái hàm á, cho nên là thay vì chạy từ trừ b đến b thì là thầy lấy là hai lần từ 0 đến b nhé đó và kết quả sau khi tính ra nó bằng 2A bình phương này được chưa thực ra đây là những cái kỹ thuật để đi tính tích phân xác định thôi nó chẳng có gì phải mới cả bài tập tiếp theo là bài tập số 4 ở cái bài tập số 4 này á, là người ta yêu cầu chúng ta tính một cái tích phân đường lộ 1 của cái hàm số ở đây là x nhân y dx và cái c ở đây nó là một cái đường cong trong không gian và nó có cái phương trình tham số luôn rồi ở đây chúng ta không cần phải thực hiện tham số hóa nó nữa, nữa. Đó. cho nên công việc của chúng ta chỉ cần tính cái vi phân à, cung DX và thế vào thôi. thì các em để ý là ở đây là DX của chúng ta đó là nó sẽ bằng căn này. Đó. các em lấy cái này đạo hàm cho thầy nó là thành cốt t đúng không? như vậy nó thành là cốt bình phương t này. cộng cho cái y này đạo hàm theo t ở đây là gì? À, là thành sinh trừ sinh trừ sinh bình phương là thành là sinh bình phương t đúng chưa? Rồi lưu ý ở đây là bài toán của chúng ta nó là một bài toán cái đường cao mà cao trong không gian nó có thứ ba thành phần lận như vậy phải cảm thêm cái giấy này đạo hàm theo t cho thầy nữa là thành là hai như vậy bình phương đây là 4 đó rồi dt t ở đây người ta cho chạy từ không biên ba rồi và vì vậy cuối cùng tích phân ở đây sẽ được viết lại là từ không biên ba luôn được chưa? Rồi ở đây x nhân y x nhân y chính là ra là sin t của t đúng chưa? Rồi nhân với cái này thì nhân với cái này thực tế các em thấy cái này nó cộng lại nó bằng một rồi nhưng mà nó còn căn năm thôi đúng không nhưng mà nó nhân cho căn năm của dt thôi và các em đưa cái con căn năm ra ngoài đúng chưa tích phân từ không bình ba còn lại sin t của t thì các em nhân vô đó cho hai bằng cách chia cho hai đưa ra ngoài đây cho thầy luôn đó. làm vậy để làm cái gì làm vậy để ta nhập hai cái này nó thành là một cái gì một công thức nhân đôi đó và việc đi tính nguyên hàm nó nhanh hơn như vậy chỗ này nó sin hai t được chưa sin 2t nguyên hàm của nó là 1 phần 2 cos 2t có dấu trừ trước này, Được chưa? Đó, đây là nguyên hàm của nó. Các em lấy cận từ 0 bình 3 cho thầy. Sau khi tính cái này xong thay vô nhân với căn 5 trên 2 là ta được kết quả của tích phân. Đúng chưa? Đấy, cái việc tính đây trong trường hợp này đây là một cái bài toán mà nó liên quan với một cái tích phân đường lộ 1 của một cái đường cong trong không gian thì cái việc tính toán nó cũng vậy thôi nó chẳng có gì khác có thêm một cái thành phần z đi nữa, nữa thôi các em được chưa rồi, đây là, chính là cái kết quả mà chúng ta cần tính nó bằng 3 căn 5 trên 8. em có thể kiểm tra lại nha. Bây giờ ta sẽ qua tiếp một cái bài tập số 5. À, cũng đi tính tích phân đường thôi. Hả? Chẳng có gì khác cả. Nhưng mà thầy sẽ cố gắng giới thiệu các em nhiều cái dạng bài tập nó đa dạng hơn. À, cái bài tập số 5 là cái bài tập mà nó yêu cầu tính cái tích phân đường lộ 1 của cái hàm số EDX Với C nó là một cái cung trơn từng khúc chứ không phải là một công trơn thông thường à, nhưng mà công chân được tạo ra bằng cách là gì nó là hợp của một cái 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 parabol ha với cái đoạn thẳng AB đây cái parabol mà y bằng y phương nó nối cái điểm O có tọa độ không và điểm A có tọa độ 42 này rồi sau đó nó tiếp sau đó là một cái đoạn thẳng nối từ cái điểm A có tọa độ 42 về cái điểm B có tọa độ là hay uh, không. À, có nghĩa là cái cái cái, cái kiểu kiểu nó như thế này ở đây ta có một cái gì nhỉ ta có một cái cung rồi, cái cung như này rồi sau đó ta nối nó lên nha ta nối nó lên đây là là không OA này rồi đây là B này đó thầy thầy tạm vẽ minh họa vậy thôi và rõ ràng đây là một cái cung trên từng khúc vì nó bị gấp khúc tại A thế như vậy về mặt tính toán thì rõ ràng chúng ta phải phải chia ra thôi ta phải chia ra thôi như vậy theo công thức thì ta tách cái tích phân này ra thành là tích phân trên cái cung OA trước đúng chưa IDX rồi cảm với tích phân trên ký cung AB của y để Đấy. Như vậy buộc bài toán này chúng ta phải tính hai cái tích phân. Rồi. Thế bây giờ để tính cái tích phân này ta gọi là y1 nha và tích phân này ta gọi là y2. Thế để tính cái tích phân y1 thì các em phải tiến hành tham số hóa cái cung này ra cho thầy. À. Như vậy ví dụ ở đây ta sẽ đặt y là bằng t. Như vậy là x sẽ bằng t bình phương. Nhiệm vụ chúng ta là t nó chạy từ đâu đến đâu? ở đây T nó phải làm sao cho nó nối được từ cái điểm A cho đến điểm O hoặc là từ điểm O đi mà thì nghĩa là gì ứng với T bằng 0 ta thiếu vào đây ta được điểm 0 0 này. tiếp ứng với T bằng gì bằng 2 đúng không đó thì các em sẽ được cái điểm gì à, điểm A đó rồi tiếp theo bây giờ với cái tích phân thứ hai thì chúng ta cũng phải tham số hóa cái công AB này này mà công AB này nó là một cái đoạn thẳng cho nên ta phải lập cái vectơ chi phương ra đúng chưa đó Vân tay dưới phương AB ở đây nó sẽ có tọa độ là à, trừ 2 trừ 2. Được chưa? Rồi. À, thì ta sẽ có phương trình tham số của nó như sau. Để cho nó gọn thì ta sẽ viết như này cũng được nè. À, như vậy cái này sẽ là phương trình của nó sẽ là thấu điểm trừ 2 trừ -2, 2 đó cũng được. Ta viết là x sẽ bằng à, 2 trừ 2t và y sẽ bằng gì? À, gì nhỉ? chỗ này là không đúng không như vậy là chỗ này là trừ 2 t đó viết vậy luôn đi cho nó tiện rồi uh, t mà nối từ điểm a đến điểm b thì ta cho t nó chạy từ đâu ví dụ như là t là bằng t mà bằng 2 chỗ này là thứ 4 này nhá như vậy t ở đây nó sẽ là trừ 1 t là trừ 1 đấy t bằng 0 được chưa đó là nó sẽ ra được điểm a đúng chưa các em lấy cái điểm a tọa độ 42 các em thay vô đây thì các em sẽ tính được t là bằng trừ 1 này đúng không? Rồi, rồi rồi còn lại là gì? À, thế cái điểm B vô thì t nó bằng 0 đây chính là cái đoạn mà t nó chạy. vậy hai cái tích phân này sẽ tính như thế nào? rồi bây giờ thầy sẽ viết riêng cái y1 ra nhé. như vậy y1 của chúng ta nó sẽ là tích phân từ 0 cho đến 2 này. của y của chúng ta nó là t không thôi này. rồi nhân với vi phân cung của chúng ta là căn bậc hai nè rồi cái x này đạo hàm một bình phương lên là thành 4 t bình nghe các cộng với cái y đạo hàm bình phương lên là 1 này. được chưa? Rồi, chỗ này là DT, đây chính là Y1. Và vì còn lại chúng ta tính tích phân này thôi. Tích phân này hồi nãy thầy cũng đã làm một lần rồi đúng không? Kỹ thuật giải của nó chẳng qua là đặt U bằng cái này rồi vi phân hai vế để tìm DT ra, TDT ra đúng không? Rồi còn cái tích phân Y2 thì bằng cái gì? Tích phân Y2 thì nó sẽ là tích phân của T chạy từ trừ -1 đến 0. À, của gì nhỉ? Của cái hàm Y ở đây nó sẽ là trừ -2T. Đúng chưa? Rồi, nhân với cái vi phân cùng của chúng ta là căn bậc 2 của cái này đạo hàm á, là nó sẽ bằng trừ hai bình phương là 4 này cái này đầu hàm nó bình phương cũng là 4 luôn này đó rồi dt thế thì các em lâu thấy cái lượng này ra ngoài cho thầy như vậy nó thành là trừ 4 tích phân từ trừ 1 đến 0 của gì của t dt ok chưa đấy à, vì còn lại tính hai tích phân này rồi ta cộng lại với nhau nữa là sao đấy đây là cách à, giải của bài toán được chưa à, các em có thể tham khảo cách giải ở dưới đây đây là một cái cách giải nha yeah ở đây cái cái phương trình tham số của đoạn thẳng AB ở đây là thầy không viết như đây thầy không viết như thế này mà ta lấy đi qua điểm A thì cách nó như nhau mà thôi nó chả có gì khác cả à, đây là cái phương trình tham số của cùng OA và đây là phương trình tham số AB và việc còn lại chúng ta thay vào nhiệm vụ của chúng ta là tính hai cái tích phân đó ta cộng lại thì kết quả ở đây nó sẽ là một cái kết quả khá là rườm ra ha nó ra là 17 căn 17 cộng 24 căn 2 trừ 1 chia 12 được chưa rồi, đấy là bài tập số 5. Chắc phải thêm một vài bài nữa để chúng ta thấy được cái tính đa dạng của nó. Bài số 6 người ta yêu cầu tính tích phân đường lộ 1. Tính phân đường lộ 1 à, của một cái hàm số là căn bậc 2 của x bình cộng y bình. À, với C là đường tròn có phương trình tham số trong tọa độ cực. Đó, ở đây người ta cho phương trình tham số trong tọa độ cực. Các em biết rằng phương trình tham số trong tọa độ cực nó xuất hiện à, như này. Ở đây x là bằng r cos phi, y là bằng r sin phi, Phi ở đây chạy từ 0 đến pi và R là 4 sin phi. Thế thì ta biết rằng là để tính cái tích phân này là phải đưa về một biến thôi, chứ còn thứ hai biến tính không được, như vậy chắc chắn là để đưa về một biến thì các em phải chịu khó thay cái R vào trong đây luôn. Đúng không? Thay cái R vào trong đây. Như vậy tóm lại ta sẽ tham số hóa dưới dạng như thế này. Là x là bằng 4 uh, sin phi cos phi. Đúng chưa? Đó. Ờ. Rồi y sẽ được viết lại là bằng gì? À, uh, 4 sin bình phương phi. Được chưa? Rồi phi ở đây là ta cho nó chạy từ gì? Từ không phi. Tới đây là xem như cái nguyên tắc của chúng ta là chuyển từ tham số hóa dạng tọa độ cực về tham số hóa thông thường. À. Đấy, à, rồi gì nữa? Để cho nó gọn thì các em nên rút gọn mấy cái này đi, hạ bậc nó xuống. Ví dụ như x đây, các em sẽ viết có thành là hai lần sin hai phi này. Để cho nó gọn lại, ta tính cho nó nhanh. Ví dụ cái đây y thì nó bằng cái gì? 4 sin bình thì ta viết thành 2 sin bình thôi đúng không 2 sin bình phương phi thôi rồi nhân 2 vô đây thì 2 sin phương phi thì nó bằng cái gì phải 1 trừ cốt của gì các không 2 phi chưa à, vì chúng ta có cái công thức là cốt 2 phi là bằng 1 trừ 2 lần sin phương phi mà Đấy, cái thay, thay vào đây ta được là 2 trừ cho 2 lần cốt 2 phi Ok chưa nè Đấy, viết như thế này giờ nó gọn rồi bắt đầu ta tính cái vị phân cung Thế để tính vi phân cung thì các em chịu khó tính cái đạo hàm của x ra theo phi. Thì cái này nó sẽ là bằng 4 cốt của 2 phi. Được chưa? Rồi cái này y đạo hàm tính theo 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 phi luôn thì nó ra là 4 sin 2 phi. Ok chưa? Đó, như vậy là ta có là x đạo hàm ở bình phương cộng y đạo hàm ở bình phương mà lấy căn. Được chưa? Thì nó bằng cái gì? Như vậy cái này nó sẽ là bằng 16 này cốt bình phương 2 phi này cộng 16 sinh bình phương 2 phi này đó lấy càng này cho thầy như vậy kết quả này nó bằng 4 chưa Đấy, từ đây ta sẽ suy ra được cái đề cái này Đấy không nó bằng gì à, 4 dt à, 4 đề phi chứ Đấy. còn lại ta lấy x bình cộng y bình cho thầy ví dụ như x bình cộng y bình nó ra cái gì nha x bình cộng y bình là nó sẽ ra bằng à, như vậy chỗ này nó sẽ ra là 4 à, sinh bình phương 2 phi cảm cho 2 trừ 2 cốt 2 phi ta cả anh Phương đây chính là y bình cộng y bình à, khai triển ra luôn như vậy là 4 sin bình phương 2 phi này cảm chỗ này cho thầy là 4 cốt bình phương 2 phi này rồi cảm cho 4 này trừ cho gì 2 lần AB là 8 đúng không cốt 2 phi đó rút gọn cái này ra thì nó sẽ là bằng 4 này 4 4 là 8 này. trừ cho 8 lần gì cốt 2 phi Ok chưa? như vậy ở đây ta lấy căn của x bình cộng y bình thì nó sẽ bằng căn hết nè đó nó bằng căn hết nè được chưa rồi cái này bằng căn luôn này như vậy các em đưa con 8 ra ngoài cho thầy thì nó ra là gì à, 2 căn 2 nhân cho cái này là căn của 1 cộng trừ cho cốt của 2 phi áp dụng công thức nhân đôi để ta phá cái căn này ra luôn các em y như cái bài hồi nãy đó như vậy chỗ này nó thành là căn của gì à, 2 lần xin bình phương phi ok chưa rồi lưu ý ở đây cho thầy nhé Phi ở đây chạy từ 0 bi nhé Như vậy cái sin này nó sẽ luôn luôn là một số dương Và vì vậy đưa ra khỏi tuyệt đấu luôn Như vậy cái này nó là, là 4 này Triệt đấu này Sin phi này Được chưa Rồi Phi chạy từ 0 bi sin dương Như vậy cái này nó là 4 sin phi này Rồi là sao Như vậy tóm lại tích phân y của chúng ta Nếu mà tính là nó tích phân từ 0 bi Rồi cái căn này như chúng ta mới vừa phân tích Thì nó là 4 lần sin phi Được chưa rồi nhân với cái uh, dx chúng ta bằng 4 d phi nữa Rồi rút cái con này ra là 16 Tích phân từ 0 đến pi Của sin phi d phi Được chưa Đấy những bài toán mà chuyển đổi trong tọa độ cực này thằng các em phải chịu khó đưa nó về uh, Tham số theo một biến thôi Và cụ thể ở đây là tham số theo phi Đấy rồi tới đây thì cái việc tính tích phân này thì nó khá là dễ Các em có thể quan sát uh, Cái kết quả của cái bài toán này Trong cái quá trình tính toán của chúng ta theo hướng dẫn của thầy trên thì đáp số này nó sẽ là 32 nha. 32. Rồi. À, tất nhiên rằng đối với cái bài toán này này thì uh, trong cái chương trình học của chúng ta đó nó có những cái cách giải khác à, có gì khác. Bằng cách nó áp dụng một công thức riêng uh, cho cái bài toán mà nếu như cái đường cong nó có cái 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 phương trình tham số trong tọa độ cực. À, như sau. Ở đây thầy sẽ nói thêm và các em có thể áp dụng công thức đó cũng được. Đây như thế này. Đối với cung mà được cho với dạng tọa độ cực như trên Thì ta có thể áp dụng cái công thức sau đây Đây chính là cái công thức Tính tích phân đường Trong cái trường hợp Cái đường cao của chúng ta nó có Dạng tọa đồ cực như này Thì có nghĩa là Chỗ nào có x ta thay vào R cốt phi Chỗ nào có y ta thay vào R sin phi Và đây chính là vi phân cung của nó Đó vi phân cung của nó là R Theo phi bình phương Cộng với R đạo hàm theo phi bình phương Công thức này nó hơi là lạ một tí nha các em đó, trong đó r là một cái hàm theo phi mà phi thì chạy từ a đến b. Đấy thì cái này người ta gọi là vi phân cung của nó này. Đó. Nhớ chưa? Đó nó hơi là lạ tí thôi. À, chứ còn mà cách thức áp dụng giải thì nó cũng như nhau. Rồi các em thấy này nếu như với cái bài hồi nãy nhá. Với cái bài hồi nãy của chúng ta đó thì cái cái tích phân của chúng ta trong trường hợp này nó sẽ là này. Tích phân phi chạy từ không b này. Cái này là căn bậc hai của gì x bình này cộng y bình này, đúng chưa? vì x của chúng ta là r cos phi và y của chúng ta là r sin phi nhưng mà thay vô nó ra cái này rồi còn vi phân công của chúng ta nó là căn bậc hai của này r theo phi r là ở đây nó là bằng 4 sin phi như vậy là r theo phi mà bình phương nó là 16 sin bình này rồi sau đó lấy cái này đạo hàm cho thầy r đạo hàm thì nó sẽ ra là bằng 4 cos phi chưa đó 4 cos phi mà bình phương ra 16 cos bình này đấy thì cái này mà mà tính ra thì nó sẽ còn lại là 4 thôi đúng không cái này mà tính ra thì nó còn lại là r thôi và rút cái này ra đây được chưa như vậy là ta được là 4 r đi phi sau đó thay cái r bằng 4 sin phi vào nhé à, thì nó được là 16 sin phi tích phần từ khổng bị và kết quả nó y chang như cái kết quả mà chúng ta tính ở đây này này các em thấy không đó, nó giống nhau y chang không có gì khác cả kết quả là bằng 12 có điều rằng là gì nếu các em áp dụng các công thức này thì cái việc tính toán trong có vẻ nó gọn gàng hơn đúng không gọn gàng hơn À, còn nếu mà không nhớ thì ta nên à, giải giống y như cách của thầy hướng dẫn ở đây nha. Đó là cái bài tập số 6. À, tiếp theo là bài tập số 7, à, cũng yêu cầu đi tính một cái tích phân đường lộ 1. À, của một cái cung AB và có cái phương trình là y bằng à, a mũ 2x mà nối hai cái điểm này và trong bài toán này người ta yêu cầu tính độ dài chứ không phải tính tích phân đường. Đó. À thì thực ra tính tích phân đường à, độ dài của một cung hả? À, thì nó sẽ bằng ở đây người ta ký hiệu cùng nó là L đi ha thì nó sẽ là bằng tích phân trên cái cung AB của DX thôi đó đây trong cái phần lý thuyết thầy đã nói rồi à, có điều cái hàm ở đây nó là hàm hàng một vậy thôi cho nên ăn chung ở đây là gì các em phải tính cho thầy cái cái DX này thôi là xong à, có điều là với cái hàm số nó cho như này thì ta thực hiện cái công đoạn tham số hóa như sau ví dụ như y bằng a mũ 2x thì ta đặt x bằng t đi thì y ở đây nó sẽ bằng a mũ 2 t chưa rồi bây giờ ta cho t nó chạy nhé t nó như thế nào thì ứng với nó sẽ sinh ra hai cái điểm ab này thì dễ thôi ta lấy a ta thay vào đây như vậy là t bằng không chưa đúng không rồi tiếp ta thấy b ta thay vào đây b ta ứng với t bằng gì t bằng hai chưa đó rồi như vậy t chạy được không hả như vậy là tiếp theo ta lấy x đạo hàm thì bằng một y đạo hàm thì nó bằng cái gì hai a mũ hai t và vì vậy khi thay vào công thức thì cái kết quả này nó sẽ là tích phân từ 0 đến 2 này. DX của chúng ta là căn bậc 2 này. Cái này bình phương là 1. Cộng cái này bình phương là 4. A mũ 4 t nha các em. Rồi, để thôi. ta tính cái tích phân này. Thế thì để tính cái tích phân này thì ta làm thế nào? Đây là một cái tích phân vô tỷ mà của cái hàm lũy thừa, hàm mũ nữa. Thì thì giải thế nào? Thì đối với bài toán loại này thì nó cũng 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 chẳng có gì khó đâu các em. Cách thức làm của nó là các em có thể là đổi biến thậm chí có nhiều bạn đặt u bằng cả cái này luôn cũng được chả sao cả nha đặt u bằng cả cái này luôn đó thì các em có thể tham khảo cái việc giải cái bài toán này dưới đây đó. ở đây thầy cũng đã trình bày cách giải rất là chi tiết ta khó cần phải lăn tăng ở cái đoạn là giải như thế nào nữa đây hướng dẫn làm như thế này À, sau khi mà ta tham số hóa cái đường cong AB đó và ta xác định được T nằm trong đoạn 02 thì cái công thức tính độ dài của cung AB trong trường hợp này nó là tích phân từ 0 đến 2 căn bậc 2 của 1 cộng 4 lần a 4 t dt như chúng ta vừa trình bày đây đúng chưa? Đấy, nó y như này chẳng có gì khác cả. Rồi bây giờ để tính cái tích phân này nha Đây là một tích phân xác định thôi nhưng có điều nó dạng vô tỷ hơi khó khó một tí. Đây, thầy hướng dẫn giải luôn. Ở đây đặt u là căn của 1 cộng 4a 4t. Thì tất nhiên ta phải vi phân để ta tìm du đúng không nào? Yeah, bình phương 2 vé lên nha à, Từ đây ta suy ra được Rằng là 4A mũ 4T đó Thì nó sẽ bằng U bình phương trừ 1 yeah, U bình phương trừ 1 Rồi từ đây ta sẽ lấy vi phân hai vé Như vậy ta có 2 UDU Là bằng 16A mũ 4T DT Và vì vậy ta rút ra được Rằng là gì à, 4 x U bình phương trừ 1 à, Cái này nè Cái này là A mũ 4A mũ 4T đây nè Các em thay cái con số này vô đây à, Thấy không đó thầy thay vô đó à, như vậy chỗ này thành 4 u bình phương trừ 1 dt nhé được chưa rồi như vậy từ đây ta rút cái dt ra là lấy cái dt này sẽ bằng là 2 u du chia cho 4 u bình phương trừ 1 nha đấy như vậy nó ra là u chia cho uh, 2 u bình phương trừ 1 du đấy công đoạn này là cái công đoạn mà rút cho được cái dt ra đó để lát nữa ta lấy cái này ta thay vào đây còn cái này hiển nhiên nó là bằng u rồi công việc tiếp theo là đổi cận ứng với t bằng 0, thì suy ra u bằng căn 5 ứng với t bằng 2 là ta suy ra được u bằng căn bậc 2 của 1 cộng 4 a mũ 8 đó. rồi thay vô như vậy u mà nhân với cái này nó, nó ra là 1 phần 2 thì đưa ra ngoài này u bình phương với u bình phương được 1 đều đây là một tích phân hữu tỷ và cái việc giải tích phân hữu tỷ này thì cực kỳ đơn giản đúng không Ở, tách nó ra này thấy thế nào thì chia cái này ra này và riêng cái tích phân này thì nó tách ra thành bất định hệ số là nó ra thành hai cái tích phân này đó tới đây thì cái việc mà đi tìm nguyên hàm thì cực kỳ là dễ đâu đúng không đây nguyên hàm của nó đây. Có điều để đối với bài toán này thì cái việc thế số vô thì nó khá là rườm rà nó ra cái biểu thức như thế này này. Đi cha. À, đây là một cái bài toán đi tính độ dài cung. Độ dài cung. Rồi ta sẽ qua tiếp một cái bài tập khác. Đây bài tập số 8 cũng tính độ dài cung luôn nha. Tính độ dài cung luôn. Ở đây người ta yêu cầu là tính cái độ dài của cái cung sau đây cùng cái này nó có cái phương trình tham số chưa được tham số hóa chúng ta phải tham số hóa nó đi ở đây y là bằng 1 phần tư x bình trừ cho 1 phần 2 lóc x trên cái đoạn từ 1 đến ngày như vậy với cái bài toán này chúng ta có thể tham số hóa là x là bằng t luôn đi nhá rồi y là bằng gì à, 1 phần tư t bình trừ 1 phần 2 lóc t rồi t ta cho chạy từ đâu nào ở đây các em để ý rằng là cái độ dày cung nó nối từ cái điểm có hoành độ x bằng 1 đến điểm có hoành độ x bằng 2. Như vậy t ở đây nó cũng sẽ nằm trong một đoạn từ 1 đến 2. Được chưa? Đó, như vậy là ở đây công thức nó có rồi. À, nhiệm vụ của chúng ta là tính cái 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 vi phân cung thì x ở đây đạo hàm là bằng 1. Ở dưới đây đạo hàm bằng cái gì? Các em đạo hàm cái này ra cho thầy là nó thành là 1/2t. Đúng chưa? Trừ cho ừ. 1/2. Đó. Đây là lóc này bay đạo hàm 1/t này. Rồi, như vậy là theo công thức của chúng ta đó thì là căn bậc 2 của gì? x phải bình phương cộng y phải bình phương nó bằng cái gì nào? Căn này. Cái này bằng 1 đúng không? Cộng cho cái này là t chia 2 trừ cho 1 trên 2t tất cả bình phương. Đó, nó thành cái này đây. Thế thì việc còn lại của chúng ta là tính cái tích phân này thôi. Đúng không? À, cái cách mà xử lý ở đây á, là gì à, như vậy cái độ dài cung ở đây nó sẽ là tích phân từ 1 đến A này căn bậc 2 của 1 cộng t chia 2 trừ cho 1 trên 2t tất cả anh phương này đó rồi đi đây ta tính cái tích phân này thôi được chưa thì cái việc mà đi tính những cái tích phân như thế này đây là những cái tích phân vô tỷ của những cái lớp hàm mà trong có vẻ nó khá rườm rà nhưng mà thực tế thì khi mà các em tính nó ra đó nó cũng không khó lắm đâu không à, khó lắm đây các em có thể nhìn vào đây thầy sẽ hướng dẫn các cách giải của chúng ta sau khi tham số hóa thì cái tích phân à, cái độ dài cung nó sẽ được tính theo công thức tích phân này nè các em thấy chưa rồi với cái tích phân này á, sau khi mà tính toán rút gọn ra thì nó sẽ ra một cái hàng đẳng thức đây chính là một cái điều nó khá là quan trọng Nên này nè không các em thấy chưa đây thầy thầy chịu khó thầy triển ra nhé một cộng cho cái này bình phương lên là t bình trên 4 này cộng cho một trên bốn t bình này. đúng chưa rồi thành trừ cho hai lần AB gì nữa như vậy là 2 t chia 2 này nhân 1 trên 2 t này đó thì cái này nó ra cái gì cái này có phải là 1 cộng t bình trên 4 không rồi cộng cho 1 trên 4 t bình không rồi chỗ này nếu mà mà các em nhân vô rút gọn á, thì nó còn lại là trừ cho gì trừ cho hai con hai này hết hai con t này hết như vậy còn trừ cho 1 phần 2 chưa như vậy nếu mà viết lại á, thì nó ra là gì à, có phải là t trên 2 tất cả hình phương này chỗ này là thầy sẽ ghi thành 1 của trừ mũ 2 là cộng 1 phần 2 đúng không rồi rồi sau đó cộng cho 1 trên cho 2t tất cả anh Phương này thì cái con 2 đây một lần nữa thì nó lại viết giống như thế này nè đúng không có nghĩa là 2 này nhân cho 1 phần 2 của gì nhân cho t chia 2 nhân cho 1 trên 2t chưa đó như vậy nó ra là t trên 2 cộng cho 1 trên 2t tất cả anh Phương gì nữa nói như vậy là nếu mà cái lượng này mà các em lấy vô căn thì cái này nó sẽ bằng lấy vô căn này và các em lưu ý ở đây T chúng ta nó chạy từ 0 cho đến A nghĩa là nó dương Và vì vậy cái này kết quả nó sẽ bằng T trên 2 cộng cho 1 trên 2 T à, Đó, ở đây quy đồng mẫu số chung là nó ra là gì? À, T bình cộng 1 chia 2 T Đây chính là cái kết quả chúng ta sau khi rút gọn cái căn thức này nè Đấy Chứ còn cái tích phân này mà không được đưa về dưới dạng à, bình phương của một số mà phá cái tích phân vô tỷ này nó cũng rất là khó chứ không dễ đâu. À, tới đây thì cái việc giải bài toán tích phân nó sẽ thành là tích phân hữu tỷ cho nên cái việc tính toán nó cực kỳ đơn giản t bình phương cộng 1 em chia cho 2t cho thầy được không, như vậy chỗ này nó là 1 2t này đúng không như vậy là ra mấy t bình cộng cho dĩ cái đây nhân vô nhân vô là mấy cũng cái này viết tách ra ra thôi như vậy chỗ này nó là t chia 2 cộng 1 riêng 2t Đó. tách nó ra như vậy riêng anh này là t bình riêng 4 này cộng cho 1 2 lóc t rồi đấy cận từ 1 đến ngay cho thầy là ra. đáp số của nó tính ra là bằng E bình phương cộng một chia bốn được chưa đó. như vậy là qua 8 cái bài tập này chúng ta đã trải qua khá nhiều cái kỹ thuật để đi tính một cái một cái tích phân đường lộ một kể cả cái việc ứng dụng tích phân đường lộ một trong cái bài toán tính độ dài của một cung được chưa à, như vậy là khá là nhiều rồi thì thời gian còn lại thì thầy chỉ giới thiệu các em một số các bài tập để tao về nhà tao làm thêm thôi à, hy vọng rằng là qua cái tiết học này thì các em sẽ có được những cái kinh nghiệm để đi tính những cái tích phân đường lộ 1 các bài tập đầu tiên là tính tích phân đường lộ 1 um, của các hàm số x y dx trên cái cung l trong đó cung l nó nằm ở trong góc phần tử thứ nhất của cái cái phần elip lý bên này cái phần elip lý như vậy ưu điểm của phần này là gì các em có thể tham số hóa được um, tham số hóa được theo cái gì À, theo y theo x trực tiếp hoặc là tham số hóa theo cái à, kiểu lượng giác cũng được nó có nhiều cách đúng không nhớ là nó đang nằm trong góc phần tư thứ nhất nhé. có nghĩa là cái phần elip này nó là cái phần elip này, này. À, đây là ba bốn đúng không à, này, nó có phần này thôi đây là bốn này đây là ba này đó nó nó chỉ là cái cung này thôi các em đấy thì nó có rất là nhiều cách để tham số hóa trong cái trường hợp này ấy, là các em hoàn toàn có thể rút y ra theo x đúng không rút ra theo x và nhớ là chúng ta chỉ lấy y dương thôi đó các em có thể rút ra được rồi từ đây ta tham số hóa nó à, còn cách thứ hai là các em sẽ đặt x là bằng gì nhỉ 4 của t à, y là bằng gì à, 3 sin t Đấy, đặt như này cũng được nó có rất nhiều cách để tham số hóa cái bài toán này và sau khi mà thay vào tính thì các em sẽ được cái đáp số ở đây là 148 phần 7 nha bài số 2 là tính tích phân y là tính tích phân trên cái cung AB của cái hàm 2xy bình phương để X trong đó AB là cái đoạn thẳng cái đoạn thẳng nó có cái phương trình đó mà nó cho luôn hai cái tung độ rồi như vậy ở đây các em có thể tham số hóa theo kiểu như này đặt x là bằng à, uh, 2 y cộng 3 đúng không như vậy khi tham số hóa thì ta đặt y bằng t đi cho nó nó nhanh và x sẽ bằng 3 2t. lập tức t ở đây chính là y cho nên t nó nằm ở trong cái đoạn từ -1 đến 0. Đấy, tham số hóa theo y, đặt t theo y. Còn không thì các em đặt t theo x cũng được, cho sao. Kết quả bài toán này là căn 5. Bài số 3 tính tích phân đường lộ 1 của cái hàm số 2x dx à, trên cái à, cung C ở đây nó là cái cung parabol này Nấu hai cái điểm. Như vậy bài toán này cái chuyện tham số hóa thì cũng rất là dễ đúng không? Ta lại đặt x bằng t thôi và y bằng gì? À, t bình trừ 2. Vì nhiệm vụ của chúng ta là nối hai cái này lại. Như vậy là t ở đây nó sẽ chạy từ đâu đến đâu? T ở đây nó sẽ chạy từ 0 tại t bằng 0 thì ứng với cái điểm này nó sẽ là A. và tại -2, đúng không? Tại -2 thì cái này bình phương là 4 và tung độ nó là bằng 2 đúng rồi này. Nhá. Yeah. Như vậy là viết ra như thế này là phải ghi là -2 đến 0 nhé, chứ không phải là 0 đến -2 đâu. Vì nó không quan tâm tới chiều qua b từ nhỏ đến lớn à, kết quả bài toán này sẽ là 1 trừ 17 căn 7 trên 6 à, bài tập số 4 tính độ dài của một các cung có cái phương trình ở đây nó là 2 phần 3 căn bậc 2 của x mũ 3 nấu từ cái điểm A có tổ độ 00 đến cái điểm B à, đây chính là độ dài cung cho nên cái việc tính L của nó sẽ là tích phân trên cung AB của DX thôi DX. À, thì nhiệm vụ của chúng ta là phải tính cái DX này ra cho nên gọi toán ở đây ta tiến hành tham số hóa à, tham số hóa như sau ở đây x ta cho bằng t và y nó là 2 phần 3 căn bậc 2 của t mũ bậc à, t ở đây nó sẽ chạy từ gì các em không đến một đúng không đó có nghĩa là ứng với với với, với, t bằng một thì nó là cái điểm b này ứng với t bằng không thì nó là điểm a này đấy à, việc của chúng ta là tính phi phân cung ra là sao à, đáp số ở đây là 2 phần 3 nhân cho căn 8 từ 1 và bài toán cuối cùng đó là bài toán cũng tính độ dài cung À, của một cái cung mà nó có cái phương trình như thế này nè, trong đó a là số dương, à, nhưng mà ở đây nó cho trên cái đoạn từ 0 đến b, à, như vậy là cái việc tham số hóa này nó cũng khá là đơn giản ở đây là ta có là x ta cho bằng t luôn, yeah, như vậy y ở đây nó sẽ là bằng a lóc của gì, a bình chia cho a bình trừ t bình, trong đó t nằm trong đoạn từ 0 đến b, ok chưa? đấy, đầu việc cũng chúng ta là tính pi phân cung và thay vào thì ta được kết quả của cái bài toán này nó sẽ là A lóc nơi bay của A cộng B chia A trừ B trừ cho B thì cha. Như vậy là chúng ta có cũng nhiều bài tập đấy về nhà để chúng ta làm thêm Đó là toàn bộ những cái nội dung của cái phần liên quan về kỹ thuật tính Một cái tích phân đường lộ 1 Như vậy có công việc tích phân đường lộ 1 Thì cái nhiệm vụ đầu tiên trên hết là các em phải tập tham số hóa cho thầy à, Trường hợp thứ hai đó là nếu như cái đường cao mà tham số hóa Mà nó có dạng tổ độ cực thì các em có thể dùng cái công thức mà như hồi nãy thầy nói đúng không? À, để ta tính nó nhanh hơn tất nhiên rằng là nhiều bạn nếu không nhớ thì chúng ta cố gắng cứ đưa nó về tham số cho một, biến thôi để đưa nó về tích phần xác định đó là nội dung của tiết học hôm nay xin chào và hẹn gặp lại các em trong cái nội dung tiếp theo